Giới tiên tri nhận định tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 4 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đốn đổ bách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này thì Dưỡng Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Canh Tuất đa số thì họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Những người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có dự báo cho thấy rằng tuổi Canh Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì chắc chắn rằng những gia chủ tuổi Canh Tuất trong năm 2022 nhâm dần sẽ phất lên như là diều gặp gió. Và hơn nữa lại được cục diện tam hợp với thái tế của năm, cho nên là năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ được sự tương trợ từ thái tuế, từ quý thần và từ đó thì vận trình công danh, công việc được hanh thông, con đường tài lộc rộng mở thanh thang. Và để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 4 âm lịch thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm. Dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo phong thủy lộc tài, dù gặp khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì sao, vì không có duyên giúp người hay chỉ biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy tự ôm rắc rối về mình. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển tốt hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Canh Tuất có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đủ đầy trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Xét về thiên can, canh dương kim gặp ất âm mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 4 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng về những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và công việc. Người sinh năm 1970 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư tiếp thị. Nếu có cách ứng xử hợp lý, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Tuy nhiên, cần phải chú ý sự thăng tiến của bạn có thể khiến nhiều kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1970 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng.
Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, tháng này nếu thật sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên quá phóng tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày. Nếu không, dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi này không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn bảo đảm có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Các quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này cho rằng nam mệnh có số đào hoa hơn nếu so sánh với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những đối tượng triển vọng. Tháng này gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc là người trong dòng họ, một chuyến đi du xa. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ với bạn và các thành viên. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa.
Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về thuật luận giải lá số tử vi cho những người sinh năm 1970 trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.